Chào mọi người, hôm nay chia sẻ một cái mẹo dân gian để con chó nó nhận chủ nhanh, dành cho những cái người mà gặp cái con chó mà nó không có thân thiện với chúng ta. Có thể là chúng ta đến nhà bạn nuôi chó, đến nhà họ hàng nuôi chó mà con chó nó sủa hay là này kia thì chúng ta có thể sử dụng. Hay là chúng ta mới mua chó về, chúng ta cũng có thể sử dụng cái cách này để mà cho con chó nó nhanh, nó gần với chúng ta. Đó là cái cách mà gọi là cho chó ăn nước bọt của mình, ăn nước miếng của mình. Đây là một cái cách mẹo dân gian mà dùng đồ ăn. Người ta truyền tai nhau là cái việc mà thường thường người ta, một số người người ta hay làm là người ta nhỏ nước miếng ra tay rồi người ta giơ tay ra để cho con chó liếm, nhưng cái trường hợp như thế nó sẽ rất khó để con chó nó liếm được. Và cái cách này thì theo như mình nghĩ thì có lẽ là nó là cái cách mà chúng ta giả vờ, chúng ta làm một cái hành động giống như là cái con chó mẹ nó nuôi con chó con, là nó ăn vào, không là nó ọ ra, nó nôn ra để cho con chó con nó tập ăn, là cái cách mà lấy được cái thiện cảm của cái con chó con. Còn cái qua cái nước bọt, không biết là cái nước bọt của chúng ta nó có cái tác dụng gì với lại cái việc con chó con, cái con chó mà nó quý chúng ta, nó thân thiện với chúng ta hay không. Nhưng thực tế thì là dân gian rất nhiều người làm theo cái cách này, và rất nhiều người nói là nó hiệu quả ngay lập tức. Đó, thì mọi người có thể thử bằng cách như thế này, đơn giản đây. Giả sử như hôm nay để tiện mình cho chúng nó ăn đồ ăn vặt đây, thì mình sẽ làm thử cho mọi người. Đầu tiên là mình sẽ dùng đây, cái này đi, dùng quả chuối này trước đây, để cho chúng nó nhận chủ nhanh ấy. Giả sử chúng ta có đồ ăn, chúng ta có thể giò chả hay là bánh hay là bất kỳ cái gì đấy mà chúng ta có thể cho con chó ăn được, thì đây, giả sử như trường hợp đây, cắn này, đó. Cái cách này thì chắc chắn con chó nó sẽ ăn cái nước miếng của chúng ta. Mi không thích ăn chuối. Cách này là một cái mẹo dân gian mà người ta truyền tai nhau là như vậy. Thì mọi người có thể thử để mà cải thiện với những cái gặp những cái trường hợp mà con chó nó không thân thiện với chúng ta. Cải thiện một là dựa vào đồ ăn thì nó cũng đã là cái sự cải thiện rồi. Và khi mà chúng ta là chủ của con chó mà chúng ta có cái sự giao lưu với con chó theo cái kiểu như này thì nó cũng sẽ giúp cho gắn kết giữa chủ với chó nó gắn kết hơn. Mọi người ai mà thử cái cách này thì chúng ta có thể mà hiệu quả như thế nào, chúng ta để lại bình luận ở dưới video nhé. Dùng đồ ăn cho vào miệng rồi lại nhả ra để cho con chó nó ăn. Đó là cái cách dân gian gọi là cho con chó nó liếm nước bọt của chúng ta, là để mà cho con, giúp cho con chó nó nhanh nhận chủ, thân thiện với chúng ta. Trong con chó ở trong nhà chúng ta nuôi, nhưng mà con chó nó lại chỉ thân thiết với một người thôi, nó không có cái sự gắn kết với lại chúng ta là những người còn lại, thì chúng ta có thể sử dụng cái cách đấy. Chúng ta ăn một cái gì đấy mà cái con chó nó thích ăn đấy, thịt hay là giò chả gì đấy, hay xúc xích, đại khái là như vậy. Và chúng ta dùng cái đấy là chúng ta cắn từng miếng một cho ra tay cho con chó nó ăn. Đó, với những con mà nó nhát người mà nó không chịu gần chúng ta thì chúng ta có thể làm sao để chúng ta làm cái việc ấy trước mặt con chó, để cho nó nhìn thấy cái việc chúng ta làm, là chúng ta sẽ cắn từng miếng một vào miệng rồi chúng ta nhả ra cái bát ăn của con chó. Sau đấy thì chúng ta sẽ đưa cái bát ăn đấy cho con chó nó ăn, để cho nó nhìn thấy cái việc là chúng ta nhả đồ ăn từ miệng của chúng ta ra cho con chó nó nhìn thấy để làm gì. Để nó nhìn thấy như là một cái hành động là cái con chó mẹ
nó con chó mẹ nó mớm cho con chó con thì nó cũng đấy, nó ăn vào và nó nôn ra cho con chó con ăn. Thì cái hành động đấy thì một là có thể là do cái tác dụng của cái nước bọt, nước miếng, thì cái đấy nó là một cái mẹo dân gian, là người ta sẽ có thể người ta thậm chí người ta chỉ dùng cái việc là người ta nhỏ nước bọt ra tay rồi người ta đưa cho con chó nó liếm luôn. Nhưng cái việc ấy thì nó sẽ rất là khó làm với những lại là những cái con chó mà nó không cần người và không phải con nào nó cũng liếm đâu mọi người. Nhưng với cái đồ ăn thì chắc chắn là tất cả con chó nó đều sẽ ăn, nó đều sẽ coi như là thay vì là chúng ta nhổ ra tay rồi chúng ta cho nó liếm ấy thì chúng ta cắn cái một cái đồ ăn nào đấy vào miệng rồi chúng ta nhả ra thì nó cũng y như thế. Thì mọi người có thể thử cái mẹo chó nhận chủ này, hay là cái mẹo cải thiện cái sự gắn kết của con chó với chúng ta, hay là để mà gọi là xóa đi cái sự thù hận của con chó với chúng ta. Có những cái con chó có thể là chúng ta của người quen hay của bạn của chúng ta mà trong lần đầu tiên gặp mặt có thể chúng ta làm cho nó giật mình, là sau đấy là chúng ta cứ đến là nó sẽ sủa, nó giật mình, nó nhớ mãi, nó bị hiểu nhầm. Thì trong cái trường hợp, những cái trường hợp như thế thì chúng ta cũng có thể thử nhưng mà chúng ta làm cái việc đấy là chúng ta sẽ làm sao chúng ta làm để cho con chó nó nhìn thấy. Cái hiệu quả nó sẽ tốt nhất khi mà con chó nó nhìn thấy chúng ta nhả đồ ăn từ miệng của chúng ta ra và chúng ta cho nó ăn. Thì đó, mọi người có thể hiểu đơn giản là nó cái về cái mẹo dân gian thì trong đấy nó có cái nước miếng, nó có cái nước bọt của chúng ta thì nó liếm vào. Nhưng mà ngoài ra thì cái hành động đấy nó cũng giống như là cái hành động của con chó mẹ nó mớm cho con chó con. Tức là nó là những cái hành động thân thiện, mọi người hiểu như thế. Với cái con chó là đấy là một cái hành động thân thiện, một cái hành động mang tính chất là chăm sóc chúng nó. Đó, thì mọi người có thể thử cái hiệu quả như thế nào, thì mọi người hiệu quả thực tế mà mọi người thử như nào, mọi người sau khi mà làm xong thì mọi người sẽ bình luận ở dưới video nhé. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Úi trời, đúng lúc thơm thì hồi dậy ăn chứ không muốn nào. Phải rồi. Cho nó đủ mặt cả ba đời ra vào thì mới được. Ok, được rồi. Lassie này, Chiro này, Pila này, Yumi này, Lassie này, Lassie này, Chiro này, Chiro này, Pila này, Pila này, Yumi này, Yumi cũng được 2 miếng. Mi bé bằng cái nắm tay nhưng mà Mi ăn là nó cũng phải, chúng nó ăn bao nhiêu Mi phải ăn từng đấy. Mà cho Mi sót mất một lần thì là Mi dỗi ngay. Đây, Mi ăn mấy miếng bé trước vậy, rồi cho Pila bù 2 miếng luôn. Siro, Messi. Đây, cái này là để cho chị My mấy miếng bé này, nhặt mấy miếng vụn cho chị My. Đây, cho chị My mấy miếng vụn nha. Thôi nhá, đây nó còn 3 miếng này. Đây còn 3 miếng là sẽ cho 3 đứa. Cho 3 đứa thì sẽ cho đồng thời nhá. Cho Pila này, Messi với lại Siro này. Ok, hết nha. Xong. Cuộc công cuộc ăn của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc.
thỏa mãn.